chưa hết cần uh, xin kính chào uh, toàn thể uh, hội nghị uh, trong kính uh, Đức Cha, uh, kính thưa Cha Tổng, uh, quý Cha và toàn thể công đoàn. Uh, con uh, Đức Cha Tổng uh, nói với con, uh, À, thôi cố gắng tóm cái suy điệp truyền e, suy điệp truyền giáo, suy điệp mà Đức Giáo Hoàng gửi cho toàn thế giới và cho mỗi người chúng ta. À trong ngày hôm nay e, con cũng vâng lời con về con đọc thì e, cha tổng nói là con chỉ được 15 phút thôi. A, con về con đọc từ đầu đến cuối suy điệp truyền giáo có 12 phút à. Mà được 15 phút tóm thì con không biết tóm làm sao nữa. E, con không dám dùng cái từ tóm nhưng mà cần xin uh, được trong những giây phút ngắn ngủi này được trình bày uh, cái tâm tình của vị cha chung của chúng ta Đức giáo hoàng francisco nói với chúng ta uh, gửi đến mỗi người chúng ta những người truyền giáo uh, cái tâm tình của ngài bức thư thì ngắn lắm nhưng uh, cần thấy ở đó rất phong phú về mặt nội dung cần xin phép được uh, trình bày lại những tư tưởng đó của Đức Giáo hoàng. À, chúng con thì con chẳng dám nói gì ngoài con chỉ là trình bày lại những cái tâm tư của Đức Giáo hoàng à, nhắn gửi mỗi người chúng ta. À, cái sứ điệp của Đức Giáo hoàng với cái chủ đề là được rửa tội và được sai đi. À, chủ đề đó được con tạm à, tóm lại ở bốn cái điểm chính điểm chính thứ nhất đó là chúng ta nói đến cái mục đích chúng ta tìm hiểu xem nguồn mạch của sứ mạng truyền giáo nằm ở đâu và chúng ta cũng xác tín lại một lần nữa tại sao phải truyền giáo bởi vì truyền giáo là một đòi hỏi của phép rửa và điểm cuối cùng chúng ta nói với nhau à, tâm tình của đức giang hoàng mỗi tín hữu là một sứ mạng à, trước hết chúng ta nói đến cái mục đích của cái thông thư này đức giáo hoàng nói mục đích đó là tái khám phá chiều kích truyền giáo của đức tin nghĩa là chính trong đức tin chúng ta được đòi hỏi truyền giáo mỗi người tin có một sứ mạng truyền giáo và nhiều khi chúng ta quên đức giáo hoàng muốn chúng ta tái khám phá lại cái chiều kích đó và cái chiều kích đức tin đó ở đâu thưa đức tin đó là đức tin được thiên chúa ban tặng cho chúng ta trong phép rửa phép rửa tự thân nó là một lịch truyền truyền giáo đức giáo hoàng nói với chúng ta chỉ hai mục đích đó thôi vậy thì uh, chúng ta cũng đi rất nhanh đến cái nguồn mạch của sứ mạng truyền giáo đức giáo hoàng nói rất là hay như thế này Nguồn mạch của sứ mạng truyền giáo không phải là lệnh của Đức Cha đâu. Nguồn mạch của sứ mệnh truyền giáo đó là sứ mạng của chúng ta bắt nguồn từ tình cha của Thiên Chúa và tình mẹ của giáo hội. Thánh Sipriano nói như thế này. Không thể tưởng tượng được một người nhận Thiên Chúa làm cha mà lại không coi giáo hội là mẹ. Không thể một người tin vào Thiên Chúa nhưng mà lại ghét giáo hội không thể có được như thế. Sứ mạng của chúng ta bắt nguồn từ tình cha của Thiên Chúa và tình mẹ của giáo hội. Bởi vì phép rửa hoàn thành lời hứa Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền trở nên con cái của Ngài. Trong phép rửa, ta nhận được nguồn mạch đích thực của mọi tình phụ tử và tình mẫu tử. Trong phép rửa, nghĩa là phép rửa là gì? Là khi chúng ta được sinh vào một đời sống mới Đồng mến kiểu. và ở đó chúng ta nhận được tình cha đích thực của thiên chúa và tình mẹ của giáo hội Đức Giáo hoàng nói với chúng ta như thế à, như thế người truyền giáo là người phải là người của thiên chúa chúng ta bắt nguồn từ tình cha của thiên chúa mà. cho nên người truyền giáo phải là người của thiên chúa trong tâm thư nói chúng ta rằng chính ba nhân đức đối thần giúp giáo hội thi hành sự mạng đức tin giúp chúng ta nhìn mọi sự này cho dẫu nó không theo ý mình nhưng phát xuất từ thiên chúa đức cậy giúp ta hướng đến chân trời vĩnh cửu của cuộc đời sống thần linh và đức mến nghĩa là tình yêu thương cái kinh nghiệm của chúng ta có trong tình yêu thương cái kinh nghiệm chúng ta có về tình yêu của thiên chúa giúp chúng ta đến gặp gỡ để yêu thương. Người truyền giáo phải là người của Thiên Chúa. không biết quý ông và anh chị em chắc còn nhớ đến cái câu chuyện Chúa Giêsu đến nhà của Maria và Martha. Thì ông bà Martha bà cứ đi nấu ăn rồi đi phục vụ Chúa đủ thứ. Maria thì ngồi nghe Chúa nói. Martha thấy vậy thầy thầy nói em con nó phụ con tí con mệt lắm mà không không có ai phụ con cả và đức hồng y robert sara à, tổng trưởng của bộ phụng tự và kỷ luật bí tích nhà nói như thế đó là căn bệnh của người truyền giáo đó là căn bệnh của chúng ta là căn bệnh chúng ta làm rất là nhiều nhưng không thấy thiên chúa trong công việc của chúng ta làm con thích cái, có một lần Đức cha Giuse của chúng ta đi dự cái lễ khấn ở một cái dòng kia. Để cuối lễ thì ngài thấy lúc đầu đó thì các sơ trang trí bàn thờ đẹp lắm. Có một cái bình bông rất là đẹp rồi ở phía dưới có một hàng nến cháy đẹp lắm. Và tới cuối cùng thì cuối lễ đó thì bông nó hết đẹp, nó héo. Bởi vì nến, cái sức nóng của nến Nó làm cho những bông hoa nó héo ấy. Đức cha vui xe rồi chúng ta nhìn cái hình ảnh đó Đức cha nói rằng Ngài nghe được cái cái bông bông hoa nó nói với cái cây nến Ông cũng phục vụ, tôi cũng phục vụ Tại sao ông đốt tôi? Chúng ta cùng làm việc Chúng ta cùng truyền giáo. Chúng ta cùng làm cho Chúa cả. Chúng ta cùng truyền giáo mà tại sao chúng ta cứ đụng nhau? Bởi vì chúng ta làm việc cho Chúa nhưng người truyền giáo phải là người làm việc của Chúa. Người của Thiên Chúa. Và người truyền giáo còn phải là người yêu mến giáo hội và có lẽ đây là điều rất quan trọng bởi vì trong tông thư đức giáo hoàng nói như thế này tình con thảo của chúng ta với thiên chúa cha luôn ở trong tương quan với giáo hội trong thiên chúa chúng ta được sinh ra trong một đời sống mới và đời sống ấy là kho tàng để trao ban và công bố chứ không phải là để mua bán, truyền giáo không phải là để ép người ta vào, nhưng là là công bố vậy truyền giáo là gì? ở đây cho chúng ta một định nghĩa hay lắm và định nghĩa này con nghĩ rằng là Đức giáo hoàng lấy lại đã, đã khai triển ở trong cái tông thư um, Evangelium Gaudium niềm vui tin mừng truyền giáo là giúp cho mọi người nhận biết chân lý và trải nghiệm lòng thương xót vô biên của thiên chúa nhờ sứ vụ của hội thánh truyền giáo là gì các nói một cách um, dễ hiểu hơn truyền giáo là kể lại cho người khác cái kinh nghiệm của chúng ta kinh nghiệm của giáo hội kinh nghiệm của cộng đoàn chúng ta về lòng thương xót của thiên chúa chúng ta không truyền không giáo về một thiên chúa xa lạ nếu không cảm nhận được tình yêu của thiên chúa đừng truyền giáo bởi vì truyền giáo chúng ta sẽ nói về một thiên chúa rất khác với ngài truyền giáo là kể lại cho người khác cái kinh nghiệm mà chúng ta có về lòng thương xót của thiên chúa qua sứ vụ của hội thánh ký anh chị em ngồi đây là những người sẽ được sai đi mang trong mình sứ mạng và mang trong mình lời trao gửi của giáo hội Chúng ta không thể truyền giáo mà lại ghét giáo hội Không, có thể và có thể lắm Quý anh chị em cũng buồn với cha xứ Con coi trách ơn gọi cũng có người vô nói Con buồn với cha lắm Vâng, quý anh chị em có thể có Nhưng xin đừng ghét giáo hội nhưng xin yêu thương giáo hội và yêu thương giáo phận này. Nếu anh chị em là những người đại diện cho giáo phận đi truyền giáo mà không yêu mến giáo phận này, chúng ta nói về gì cho giáo phận? Chúng ta nói như thế nào về những người mang trong mình sứ mạng mà chúng ta đón nhận từ giáo hội? Người truyền giáo nguồn mạch của sứ mạng truyền giáo nói tóm lại đó là sứ mạng của chúng ta bắt nguồn từ tình cha của thiên chúa và tình mẹ của giáo hội chúng ta phải là người của thiên chúa và chúng ta phải là người yêu mến giáo hội và tiếp đến sứ điệp nói với chúng ta truyền giáo đó là đòi hỏi của phép lửa không phải và khi nói truyền giáo là đòi hỏi của phép rửa thì không dành riêng cho quý quý cha, không dành riêng cho quý sơ, cho những người sống đời dương hiến, nhưng là một đòi hỏi của tất cả những ai đón nhận bí tích rửa tội. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi bí tích rửa đón nhận bí tích rửa tội đó là chúng ta trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và làm cho chúng ta trở thành những chi thể của thân thể Đức Kitô, đó chính là giáo hội. Khi chúng ta chịu phép rửa là chúng ta thuộc về giáo hội nữa, không chỉ là thuộc là người của Thiên Chúa mà thuộc về giáo hội. Cho nên sứ điệp nói với chúng ta như thế này. Phép rửa cần thiết để được cứu rỗi vì nó bảo đảm rằng luôn luôn và mọi nơi chúng ta là những người con ở trong nhà của cha phép rửa trao cho, cho chúng ta một trách nhiệm giúp mọi người thể hiện ơn gọi làm nghĩa tử của thiên chúa kể cả những người chưa có đạo khi chúng ta truyền giáo và cuối cùng của truyền giáo phải là phép rửa Đức rằng nó rõ ràng phép rửa thực sự cần thiết để chúng ta được nhúng vào trên gia đình của Thiên Chúa Điểm thứ hai Là đòi hỏi của phép rửa Phép rửa trao cho chúng ta trách nhiệm Giúp mọi người thể hiện Ơn gọi của họ Làm nghĩa từ của cha Khi chúng ta kể cho người khác Cái kinh nghiệm về lòng thương xót Nghĩa là chúng ta nói với họ Họ cũng là Một kết quả của tình yêu Thiên Chúa họ không loại không bị loại trừ chúng ta nói với họ về điều đó đức giáo hoàng nói với chúng ta như thế như thế sứ mạng truyền giáo của chúng ta đó là thuộc về căn tính Kitô hữu của chúng ta sứ mạng truyền giáo thuộc về căn tính của chúng ta. nếu chúng ta không truyền giáo chúng ta không phải là tín hữu không phải là những người đã lãnh nhận phép rửa và có lẽ đó là điều mật. thánh phaolô nói với chúng ta, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đó là một đòi hỏi của phép rửa thôi. Và con nghĩ rằng một trong những điểm độc đáo nhất của cái sứ điệp này đó là tôi luôn là một sứ mạng, bạn luôn là một sứ mạng, mỗi tín hữu những người đã chịu phép rửa là một sứ mạng. Và đây là điểm rất độc đáo mỗi tín hữu là một sứ mạng cho nên sau ngày hôm nay thưa anh chị em đừng ai nói rằng là tôi có sứ mạng đi loan báo tôi nhận được sứ mạng loan báo đức giáo hoàng nói không mỗi chúng ta là sứ mạng chứ không phải là có sứ mạng những gì mà chúng ta có nãy đức cha của chúng ta nói anh chị em có chuyên môn gì có nghề nghiệp gì và đó là sứ mạng của chúng ta. Đức cha Hoàng nói như thế này này, tất cả những gì chúng ta được tạo nên, chúng ta có là để thực hiện một sứ mạng nào đó trong cuộc đời. Còn thưa còn hỏi thì hỏi là quý chị em ở đây có khi nào mình soi gương mình nhìn, Ồ sao mình đẹp quá ta? Có bao giờ vậy không ạ? chắc cũng khó lắm và nếu chưa điều đó và có bây giờ tạ ơn chúa chưa nếu chưa tạ ơn chúa chúng ta nợ thiên chúa một lời tạ ơn bởi vì điều đó là hồng ân và thiên chúa ban cho ta để thực hiện một sứ mạng trong cuộc đời công bố và nói về tình yêu của thiên chúa khi anh chị em có một nghề nghiệp có một khả năng riêng có một gia đình hạnh phúc hãy tạ ơn chúa bởi vì đó là sứ mạng thiên chúa đang mời gọi chúng ta để nói về để công bố tình yêu của thiên chúa trong cuộc đời mỗi chúng ta là một sứ mạng cho nên là con nhớ các bài thơ là nói em đi em đứng em ngồi trên đời không có hai người như em em ăn em nói em cười trên đời chỉ có một mình là em mỗi chúng ta là duy nhất và độc đáo mà thiên chúa tạo dựng đặt để chúng ta trong môi trường đó và chúng ta là một sứ mạng nói về và công bố cho mọi người biết tình yêu của thiên chúa và đó là điểm độc đáo mỗi anh chị em ngày hôm nay khi chúng ta trở về chúng ta là một sứ mạng Thích cả những hồng ân chúng ta có dâng lên với Chúa một lời tạ ơn và điều quan trọng nữa Đức giao Hoàng ba lần nói trong sứ điệp của ngài đó là giáo hội phải liên tục hoán cải để truyền giáo chúng ta xin lỗi Chúa vì những hồng ân quá lớn chúng ta có mà chúng ta quên rằng đó là một sứ mạng vì những điều chúng ta đang có và đó là sứ mạng chúng ta phải thực hiện mà nhiều khi chúng ta quên Mỗi chúng ta là một sứ mạng là như thế Tại sao mỗi chúng ta là một sứ mạng Bởi vì mỗi chúng ta là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa Và nếu hiểu chúng ta là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa Thì xin hỏi Ông bà anh chị em ơi, chúng mình đến với người dân tộc truyền giáo Họ có phải là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa không ạ Có Và nếu hi hiểu như thế thì mỗi người, mỗi con người chúng ta gặp gỡ cho dù họ chưa biết Đức Kitô là một con người chúng ta phải trân trọng, phải đón nhận và cùng bước đi với họ với tất cả tình yêu thương. Bởi vì họ là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Nhiều khi chúng mình, truyền giáo chúng mình bắt người ta cứ theo mình, đi theo và làm theo mình, cho nên không theo mình mình bực. Chắc gì họ sai có thể họ không giống mình thôi nhưng bởi vì họ là một tuyệt phẩm của tình yêu thiên chúa đặc để trong cuộc đời này và chúng ta giúp họ khám phá ra nét đẹp của tình yêu thiên chúa trong chính cuộc đời của họ và đó là truyền giáo biến cố phục sinh của đức giêsu phá vỡ mọi giới hạn chật hẹp của thế giới bài tin mừng ngày hôm nay trong thanh lễ quý ông và chị em sẽ được nghe giêsu phục sinh hiện ra ở trong tin mừng Matthew chương 28 câu 16 đến câu 20. Anh em hãy đi làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cái lệnh truyền đó nằm ở đâu ạ? Chúng ta lặp lại ở đâu? Trong công thức của phép rửa. Khi chúng ta nhận phép rửa là nhận một lệnh truyền. Mà chúng ta đừng quên rằng trước đó trong cuộc đời của Chúa Giêsu rất rao giảng thì Chúa Giêsu nói là phải đến với con cái nhà Israel trước. Con cái trong nhà được ăn trước chứ không phải là bên ngoài. Anh em đừng đi ra ngoài bên ngoài, hãy đến với nhà con cái nhà Israel. Nhưng mà sau phục sinh, các môn đệ nhận một lời mời gọi bẻ gãy mọi giới hạn về tôn giáo, về địa lý, nhưng hãy đi và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh thần phá vỡ mọi chật hẹp của thế giới. Thế nên thưa anh chị em khi chúng ta mang Đức Kitô truyền giáo là mang Đức Kitô đến với người khác hãy nhìn họ như là một tuyệt phẩm của Thiên Chúa hãy tôn trọng và trân trọng họ với tất cả nhân phẩm của chính họ để với sự tôn trọng đó chúng ta gặp gỡ họ và cho chúng ta khả, giúp họ khám phá ra họ, cũng được thiên chúa yêu thương đó là nội dung mà đức giáo hoàng mời gọi chúng ta và cuối cùng đức giáo hoàng nói như thế này giáo hội cần những tín hữu quảng đại đáp lại tiếng gọi để lên đường đáp lại thôi chưa đủ mà phải lên đường bằng việc rao giảng lời chúa làm chứng cho tin mừng và cử hành sự sống của thần khí họ kêu gọi người ta hoán cải Họ làm phép rửa với sự tôn trọng tự do của mỗi người Không, không thể truyền giáo mà không công bố lời chúng ừ, Con thấy nhiều khi chúng mình đi đi công việc bác ái đó Chúng ta chỉ là công việc bác ái, từ thiện Chúng ta thu anh em tin lành nhiều khi anh em tin lành đến trước tiên Chứ nói gì cả, làm dấu, đọc lời Chúa và chia sẻ Chứ không cần biết họ nghe hay không Công bố lời và khi công bố lời thánh thần sẽ làm việc với chúng ta và như thế thì anh chị em mỗi tín hữu của chúng ta là một sứ mạng và mỗi chúng ta được mời gọi để ra đi bởi vì mỗi chúng ta là hoa trái của tình yêu thiên chúa à, chúng ta vừa lướt qua trong những ít phút ngắn ngủ cái sứ điệp rất phong phú mà Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta. Sứ điệp ấy chúng ta có thể tóm lại bằng bốn điểm chính thôi. Thì nói đến cái mục đích đó là làm tái khám phá lại chiều cái truyền giáo của bi tích rửa tội. Nguồn mạch của sức mạnh truyền giáo đó là chúng ta bắt nguồn từ tình cha của Thiên Chúa và tình mẹ của giáo hội. Và truyền giáo đó là một đòi hỏi cần thiết của phép rửa và mỗi chúng ta là một sứ mạng thiên chúa đặt để trong cuộc đời này con xin cảm ơn thích cha và xin cảm ơn